Ngày xưa mặt mình gọi là villa lắm, ngày xưa mặt mình nó villa lắm, giờ đỡ rồi. Không lụm nha, đảo kho báo được. Trời ơi, ai tầm con mẹ nó, trời ơi, ai tầm nhiều quá, cho cái nổ sát là top 1 game luôn. Trời ơi, cái tim băng, gì vậy? Bay cái gì anh em ơi, đồ này bay, cái map này bay nó lỗ lắm. Cái map này bay mình thấy nó lỗ lắm. Không khác một nét nào. Cảm ơn Huy nha Huy. Lần đầu đâu nét kiếp coi nhớ mình. Mà mày căng ta, editor mình đây căng vậy ta. Editor mình đây donate cho mình luôn, căng kẹo dữ vậy ta. Ừ, editor này căng mà mày căng như dây đàn. Editor của tôi đấy mọi người. Mẹ mày canh chưa? Editor đấy. Là một tháng thêm mấy 30 triệu mà hỏi sao? Anh ơi, cơ sở cho em mở cửa lại rồi nha. Anh lên tim mày, hello, tôi lên đủ quá. Thấy cũng được đó, tôi lên. Sao đồ ít quá vậy ta? Ai cũng đồ nhiều, đồ mình ít quá vậy, sao mình chơi? Đồ mình ít quá sao mình chơi? Win được không ta? Win dư à? Win dư. Cảm ơn Quang Huy. Anh Kít ơi, ỉa ra cho em ăn đi, em đói quá em. Cái lồng mà em dơ quá à, bị đó rồi. Em dơ quá à. Má nó bay được ta. Bài này không bay thì ta có khinh mình không? Nếu mà bài này mà tôi không bay thì anh em có khinh tôi không anh em? Anh em có khinh tôi không? Ủa chứ ghen gì mà ba con hai sao, đủ quá cho game đút ngang. Game đút ngang. Khinh luôn. Khinh luôn anh em, đủ quá. Tụi ông bay là anh em khinh tôi hả? Má bài tiền luôn. Khinh mình. Em ơi, lâu đài tình ai đó. Nạp nó. Bắn. Hồi máu đi chúng tôi. Kiếp 2k7 view có gọi là hết thời không kiếp không? Không hết thời. Chúng tôi có thời đéo đâu mà hết. Cảm ơn nha Bi Đất. Như làm gì mà bây giờ ngủ giật mình. Trời ơi, ai tầm kiểu này không chơi người ta khinh mình không ta? Không biết anh em có khinh không nữa. Mình nghĩ là anh em không khinh mình đâu. Mình nghĩ là anh em không khinh mình đâu. Khinh hả? Đậu mày khinh hoài vậy? Khinh gì anh em khinh hoài vậy? Nó hình gì vậy? Góc lũ nhị, gật lũ nhị. Ai tầm là đẹp mà chơi gà, ai tầm là đẹp mà chơi gà, chơi bờ rồ non. Ai tầm là đẹp mà bờ rồ non là đi. Khinh con cả, bán hết. Cảm ơn Huy nha Huy. Ủng hộ cho bạn trai nước suối vừa uống vừa xạo lời nhé. Cố gắng làm cái giáo án top 8 để mình edit cho mọi người học. Thôi rồi thôi bạn ơi, đồ mà không có top 8 rồi bạn ơi. Không có top 8 rồi bạn ơi. Bạn ngồi bạn chờ cái top 8 mà nó hơi khó đó. Nó hơi khó đó. Cái top 8 là nó ngoài tầm của mình rồi. Má vừa bán hết cái vàng leo na thì mẹ mày khó rồi nha. Lấy con carry trước cái đã. Cảm ơn em nha Peter. Anh Kít ơi, hôm bữa em chuyển cờ lia 1 triệu kêu cho anh 700k lia đưa chưa?
Chưa em ơi. Bé này rồi mặt cười thôi bay ăn em đi ăn trưa đây. Bữa trưa của em là bé như với bé Ngân. Trời ơi, ảo tưởng. Quá bây giờ ghét đồ sao ta, tôi đéo muốn chơi game. Với kinh nghiệm chơi BD lâu năm thì theo Kít nên chọn đẹp trai cô nhỏ hay xấu trai cô bự? Đẹp trai cô nhỏ hay xấu trai cô bự? Trai cô nhỏ hay xấu trai cô bự? Má sao khó chọn quá vậy ta? Khó chọn quá. Đẹp trai mà cu nhỏ. Cu nhỏ thì không có làm ăn, con cặc nó chỉ có vứt đi. Con cặc nhỏ thì chỉ có vứt đi thôi, chỉ có đầu thai thôi. Mà xấu trai thì nó có thể đẹp trai lại được. Chọn xấu trai cho đi phẫu thuật thẩm mỹ. Nay sư sạch da. Nước đi là nó phải vậy. Nước đi đủ mới hay. Nhìn ê chị chung vòi. Quá bốn trường phòng mạnh quá. Bốn trường phòng mạnh quá. Cảm ơn FBCO. Chọn thằng giàu. Có giàu là chọn rồi mà nó đéo giàu sao chọn. Có giàu là chọn rồi mà nó đéo giàu. Ui đá bài cái mày đá bài tùm lum rồi. Cảm ơn Sida quận 3. Mình là thằng xấu trai cô bự đó. Đây Kít có thể cho mình đá nhẹ cặp đi cô. Không được. Không được Sida quận 3 ơi. Nghe cái tên đủ mà ai dám cho đá. Nghe cái tên ai dám cho đá Sida đẹp mà mày quận 3 ai dám cho đá. Game này mình đang gọi là được một chơi cái dấu án gọi là thôi đéo nói đâu, nói để anh em nó đá bài chết. Im mà đánh Kít đẹp trai. Trời ơi bé Như nói một câu ai cũng biết luôn đó. Bé Như cảm ơn em nhiều. Bé Như nhắc lại cho tụi nó biết đi. Bé Như ai tầm kiểu này chết rồi đủ má. Mà ai tầm kiểu này là chỉ có mà đưa lò mà chúng đẩy thôi chứ. Hôm qua ở ngã 6 Bình Dương có thằng đòi đơm em. Em kêu đệ tử Vĩ Trợ Búng là nó chạy mất tiêu. Không ngờ anh Vĩ Trợ Búng cầm chùm Bình Dương mặt cười. Mày anh nói rồi, đi Bình Dương á mà đụng chuyện á, cứ điệp mà mày nói tên anh ra là nó cho đi. Cầm Bình Dương đụng đi mà Bình Dương mà có chuyện là cứ đọc tên anh ra là nó cho đi hết. Con Di Hiên đồ đẹp quá. Con Di Hiên nó đồ đẹp quá. Game này mình đánh con Di Hiên hơi khoai sọ. Mình sẽ xoay. Mình sẽ vào đồ xoay không nhờ. Chắc anh em kênh chat lâu rồi không được ngắm gái. Cuối buổi bạn nhớ reaction cái TikTok mình gửi nhé. Kít anh em kênh chat thấy mình tâm lý cô. Không được Huy ơi, đụ má coi gái hoài đi. Mà không được Huy ơi, đang tu tâm dưỡng tính mà cứ kêu coi gái hoài sao được Huy ơi. Đang tu tâm dưỡng tính ở đây mà suốt ngày cứ gái ngu không là chết. Không được Huy ơi. Không được, đang tu tâm dưỡng tính ở đây nè. Bố mày ngồi rồi nguyên chợ bển đi. nguyên chợ bển là chợ gì? Nguyên chợ bến là chợ bển. Hôm qua em đi Bình Dương gặp mấy anh cảnh sát giao thông, em nói tên anh ra nó cho em đi luôn mà đi về đồn. Mẹ mày mãi lồn vậy. Game này có dấu án rồi, đang binh dần dần thôi. Game này là có dấu án, sợ không có đồ chơi thôi chứ dấu án mà có. Ui. Trầm là đẹp. Đồ đã đầy.
ghép ba tia mà đéo có sung dinh là chết á. Bây giờ mình ghép mỗi cái ba tia đúng không, một hồi nữa mình đéo có sung dinh là mình chết, đéo có nước mắt là mình chết, là mình sẽ phải đổi kiểu liền. Đẹp bài đội hình nguyên vàng hai luôn, cứng cái đội hình. Từ từ có tí ơi. Ủa cây le ác dữ vậy, cây le gắn đồ quá dơ vậy. Từ từ nó mới có được con AC3. Ủa đồ đẹp mẹ mày, ông này như ông lụm được đồ vậy ta. Ông này ông chơi random mà ông rớt đồ đẹp dữ vậy ta. Ông rớt đồ như nhặt luôn, rớt đồ đẹp phải đấy. Gặp ông thua luôn nè. Cũng có tuổi. Nãy nó lụm mà kệ đi, kệ bạn nó đi, bạn chắc bạn nó quên, chắc bạn nó không quen. Tính đánh gì vậy? Đánh máy bay à? Đánh máy bay. Anh tính đánh máy bay rồi anh kẹp thêm hư không. Cũng được, hay là tính đánh hư không đấu sĩ rồi kẹp thêm máy bay. Nước mắt. Ôi trời ơi, đồ chuẩn cho A Tí. Muộn luôn, trời ơi. Bởi sắc ơ nơi chiến trường họ tỉ. Ai tầm nhiều quá. Đẳng cấp là đây. Đẳng cấp của một nhà vô địch. Đẳng cấp. Game kỹ năng đẳng cấp là đây. Đẳng cấp là đây nè, là chỗ này. Đẳng cấp thật sự quá đẳng cấp, một cái game gọi là kiếp chơi quá đẳng cấp. Giờ có một khác nữa là cứng cái đội hình. Trời ơi, kéo ngay con Mr. Tình luôn, chết luôn con Mr. Tình. Trời ơi, con Messi bắn cái rời kia đó là chết con đĩ mẹ rồi. Thôi đi rồi. Đệt mẹ mày, cứ giúp 7S dữ vậy. Hai chị ba. Rách rồi. Ừ, con nữa. Một bé nữa được không? Điệt bố mày không được rồi. Hết nước rồi, đủ má. Chó ba. Ui, thằng này chó ba. Thằng này chó ba anh em ơi.
nó chuẩn bị nó tám con chó rồi. Chó bà với chúng tôi đây không sợ chó bà. Game quá đẳng cấp đi. Kể như mình bờ đồ bui, mình mắc to cái game này rồi, đồ bui nó đẳng cấp quá. Anh em tạo hết play Edu chưa? Anh em ơi, tạo đi rồi nạp tiền vào để donate. Chứ có cái lồn mà được top 1 để mà nhận 10k. Lu lu à. Đẹp mẹ mà chết. Một bé. Bèo về. Tủi lồn hết, tuyên bố một câu xanh rờn cho mấy đứa là tủi lồn hết. Ủa chắc đồ nè, không chẳng chắc đồ, đồ quá trời không ghét. Con mèo con thì đi. Mèo con mèo cha gì cũng đi hết. Mèo con với chúng tôi. Đấy. Vũ trụ kho báo anh Kiết đúng rồi em. Mẹ lên cho ba hả? Ở đâu cho ba đâu? Ui cho ba thiệt. Cho ba thiệt nhưng mà không có tuổi đâu. Trời ơi hồi đụ má mày, con này mới có chuyện nè. Con này mới là lớn chuyện nè. Cho ba chưa lớn chuyện chứ con cây le ba là lớn chuyện nè. Rồi để coi cây le ba với cho ba nó làm gì coi. Lót cây le lên mẹ rồi. Trời ơi siêu công nghệ cũng có tuổi. Siêu công nghệ cũng có tuổi. Mà tuổi đầu mùi tuổi cướp. Đi. Ai tầm đẹp. Giúp bảy cao tơ luôn, giúp cho mình. Giúp bảy cao tơ cây le. Thằng này đồ như lồn, thằng này đồ xấu. Trời ơi đủ má mày, đồ ác vậy. Đồ Raven à. Hình như anh thấy em cũng mạnh. Mà em đi giùm anh cái đi. Crash đâu? Này nó ép á nha. Nó tính lóc con AC của tôi. Mà nó đâu có biết cái tay tôi nó thao tác điện thoại mày như cái máy điện đâu. Nó đâu có biết. Trứng mà nó đòi khôn tôi cũng dịch. Nó đòi lóc con AC. Thôi. Trứng mà mày đòi khôn tôi cũng dịch là không có được. Cảm ơn em nha bác sĩ. Đội quần thật mặt cười. Chứ không lẽ đội giả hả em? Cần anh gửi cái quần của anh qua cho em không? Nôn. Quá nôn nớt đi. Anh kêu rồi, tạo vào đây ở đôi đi em. Cảm ơn bác sĩ nha em. Gửi anh qua thì binh mặt cười. Gửi anh qua làm gì? Cũng đủ anh hả gì mà gửi anh qua. Trời mới đó không có dễ dãi nha. Cái game này thì phần thưởng top 1 sẽ lên là 5 triệu nha. Game này top 1 được 5 triệu nha. Thank you.
Trời ơi, đủ má mày. Tài Hiên lên ba. Tài Hiên lên ba là lớn chuyện. Ôi, Tài Hiên lên ba thiệt. Tài Hiên lên ba. Lóc vậy sao ăn được tôi mà lóc không biết nữa thiệt chứ. Lóc như là thua. Tặng cho mấy con vợ cái giáo án cấp 1 mãn cái đôi nhãn 6 tư không nha. 6 thầy không chứ. Thấy chưa? Nhà vô địch chơi game là nó phải như vậy trở lên. Chứ đâu có như ai kia mà có một bài cứ liệt mạng mày bay 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 không bay được. Thứ bảy máu chảy về tim.